Hằng Hữu của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, là một quỹ không minh bạch, là một quỹ không rõ ràng, hoạt động không đúng quy định pháp luật. Ok chưa? Okay, bạch kiện tôi đi. Đừng có hù, ra pháp luật cỡ nào cũng chơi chứ. Giữ chưa? Cho bà mướn 1.000 luật sư vô. Tôi giữ chưa? Tôi nói một quỹ của bà hoạt động không đúng quy định pháp luật, gian lận. Nguyễn Phương Hằng, bà giật chồng bà Trần Thị Tuyết trắng trợn chiếm toàn bộ gia sản của người ta rồi lên kể công đó, có đủ dữ kiện chưa? Dữ vậy sao? Dữ vậy hả Thám Tử Lùn? Mày thách cô Nguyễn Phương Hằng kiện mày đúng không? Tao nói mày nghe nè, cô Nguyễn Phương Hằng bị dướng vào dòng lao lý là bởi vì những cái phát ngôn, nói chung là nói những cái chuyện mà riêng tư, bí mật riêng tư của người ta, và cái điều đó thì pháp luật không cho phép, bởi vì những cái bí mật riêng tư là của mỗi công dân được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên thì cô Nguyễn Phương Hằng đã tiết lộ những cái thông tin đời tư đó và cô Nguyễn Phương Hằng đã chịu trả giá, nhưng mà cô Nguyễn Phương Hằng trả giá cho cái hành vi là tiết lộ thông tin bí mật của người ta thôi. Còn cái câu chuyện mà quỹ Hằng Hữu á có vi phạm pháp luật hay không á, sao mày biết? Mày kêu là quỹ từ thiện Hằng Hữu á là coi như là hoạt động không có đúng quy định pháp luật, đồ không có minh bạch, không có rõ ràng rồi đúng không? Mà mày có biết cái quỹ đó là cái quỹ gì không? Cái quỹ đó là do cô Nguyễn Phương Hằng bỏ tiền túi ra đó, từ chích từ lợi nhuận của công ty Đại Nam đó má. Bỏ tiền túi ra, người ta làm bao nhiêu lợi nhuận đó người ta đi từ thiện hết trơn, để giúp đỡ cho những trẻ em mà không may bị tim bẩm sinh hay là bị úng thủy rồi đó. Thì rất là may mắn cho mày là có thể là con cái đầu của mày là rất là bình thường, nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mày phải nghĩ cho những trẻ em đang bị bệnh tim và bị não úng thủy đâu này nọ rồi đó. Thì lúc đó người ta rất là cần cái sự hỗ trợ của cái quỹ từ thiện Hằng Hữu để giúp cho những em mà có những cái trái tim không được khỏe mạnh để có cơ hội để được sống. Thì có thể là do mày quá già hoặc là do mày hả quá khỏe mạnh đâu này nọ, không có vấn đề gì thì mày không cần, cho nên mày mới cố tình mày đánh phá vào cái quỹ đó. Thì không biết là mục đích của mày là cái gì, chứ cái quỹ đó đã cứu biết bao nhiêu trẻ em rồi. Trời ơi, theo thống kê là hàng năm có biết bao nhiêu trẻ em được giúp đỡ, được thoát khỏi cái lưỡi hái giữa lằn ranh sinh tử. Và với những cái người mà có con bị bệnh, nó vừa nghèo mà lại thêm bệnh nữa, thì rõ ràng không có điều kiện để mà có thể thực hiện phẫu thuật được. Và quỹ Hằng Hữu đã cứu biết bao nhiêu người. Mà ta không hiểu gì lý do gì mà mày nhắm tới cái quỹ Hằng Hữu đó để làm gì, trong khi đó cô Nguyễn Phương Hằng có đứng lên kêu gọi không? Không, cô Nguyễn Phương Hằng không có đứng lên kêu gọi. Bỏ tiền túi ra làm, thì dù cho người ta có làm tốt, làm không tốt gì đi chăng nữa, thì ít nhất cũng đã giúp đỡ cho biết bao nhiêu người. Hay là mày cho rằng là lấy cái quỹ đó ra để mà trốn thuế nào hả? Hay sao khấu trừ thuế nào đúng không? Theo tụi bay là vậy đúng không? Trời ơi, công ty Đại Nam á, một năm hả, kiểm toán giàu, kiểm tra dữ lắm. Người ta kiểm tra hả quá trời luôn, mà hồi trước cho mày thấy công ty Đại Nam có vướng phải một cái sự mà trốn thuế nào không? Không có. Công ty Đại Nam hồi trước giờ là ta thấy ví dụ như có bị hành chánh đâu này nọ thôi, chứ không có một cái sự gì mà nó nghiêm trọng hết trơn á. Và công ty Đại Nam là một công ty mà chỉ cảm thấy là theo chia sẻ thì kiểm toán đâu này nọ đâu đó, thì người ta vào liên tục để người ta kiểm tra đó, cho nên sẽ không có một cái hành vi gì mà gian dối gì hết á. Nếu như có thì đã bị từ lâu rồi. Nhưng mà mọi người có thấy không, khi mà cô Nguyễn Phương Hằng ra tòa thì cô Nguyễn Phương Hằng chỉ bị cái hành vi làm do tiết lộ thông tin đồ, rồi do nói ảnh hưởng tới một số cá nhân tổ chức đồ, thì mới bị vướng vào 331 đúng không? Hoàn toàn không có liên quan gì tới cái sự mà làm ăn phi pháp đúng không? Cho nên á, mày là cái thằng mà nói tới cái quỹ Hằng Hữu ha, mày coi chừng á. Cô Nguyễn Phương Hằng ra thì mày đừng có thách, mày kêu kiện tôi đi đâu đúng không? Rồi tiếp theo, mày kêu cô Nguyễn Phương Hằng là giật chồng của bà Tiết đúng không? Mày có bằng chứng không? Mày có bằng chứng không? Mày á, mày nói cái thông tin đời tư của người ta, cái chuyện người ta có giật chồng hay không đó là chuyện của người ta, nó phải là chuyện của mày không? Có giật chồng mày không? Cô Nguyễn Phương Hằng có giật chồng mày không? Mà mày kêu là giật chồng của người ta, chiếm đoạt hết tài sản đâu này nọ, sao? Có thông tin không? Có cơ sở không? Có chứng cứ không? Sao biết? Sao biết giật chồng đâu hay vậy? Đó là thông tin cá nhân đó, mày đang bôi nhọ vu khống người ta đó, đang bịa đặt đó, đặc biệt đó là thông tin cá nhân, và tất cả những gì mày nói đều được lưu lại hết, đều có vi bằng hết, chỉ chờ cái ngày cô Nguyễn Phương Hằng ra thôi.
Nghe nói là cô Nguyễn Phương Hằng sẽ được ra nhân dịp 30 tháng 4 hoặc là trễ nhất thì 2 tháng 9 hay gì đó, mọi người sẽ có những cái ân xá đó. Thì Chí Cảnh hy vọng rằng cô Nguyễn Phương Hằng sẽ ra. Và theo chia sẻ thì cô Nguyễn Phương Hằng sẽ không có tha cho cái thằng này, tại vì nó quá ngáo quyền lực rồi. Cho nên cái ngày mà đi xa của mày đó, nó cũng tới gần đó. Tuy rằng đi xa nhưng mà sẽ rất là gần nha cưng, nha nha thám tử nha. Hồi trước giờ á, mày lên mày quăng quang cái miệng của mày đó, mày vượt qua bao nhiêu ải đúng không? Nhưng mà tao nói mày nghe nè, hồi trước giờ mày đụng tới ai á thì ok, mày bình yên vô sự, nhưng mà mày mà vướng vô tao đó thì tao thấy là cuộc đời mày nó xui dữ lắm nha con nha. Tao thấy là những đứa mà tao gọi tên không có đứa nào mà ngóc đầu lên được hết trơn á nha. Và mày biết vì sao mà tao gọi tên rồi đó? Đâu phải ai tao cũng gọi tên đâu. Những đứa tao gọi tên là những đứa có vấn đề. Hồi trước giờ nếu như mà ai theo dõi Chí Cảnh cũng biết rằng Chí Cảnh luôn lên tiếng bảo vệ người tốt và luôn vạch trần những đứa xấu, đúng chưa? Cho nên khi mà Chí Cảnh gọi tên cái thằng này thì nó có vấn đề rồi đó mọi người ha. Cho nên là mày khỏi có thách với cô Nguyễn Phương Hằng gì hết trơn á. Khỏi có thách. Khi cô ra đi rồi mày biết có cái ngày đi xa của mày sẽ gần không? Hồi trước đó mày vượt qua một cái kiếp nạn, đó là cái kiếp nạn gây tai nạn giao thông năm 2018 đúng chưa? Đó, mày gây tai nạn giao thông. Có một người nằm xuống, có một người nằm xuống. Thì không biết là cái bữa đó là mày lái xe hay sao? Cái bữa đó là đứa nào lái xe? Cái bữa đó mày lái xe đúng không? Mày lái xe mày quay xe kiểu gì mà cho người ta tông vô vậy mẹ? Người ta tông vô và người ta nằm ra đi tại chỗ luôn vậy má. Để cho một người ra đi tại chỗ và một người nằm dưới cái bánh xe đó, và một người bị bệnh, một người bị thương tật vĩnh viễn 60% trở lên. Ta hỏi mày nghe nè, khi mà cái người con ra đi thì hình như là cái người cha đó đau buồn quá, thì hình như là sức khỏe cũng không có được tốt. Không biết là cái người cha đó có còn hay không, nhưng mày có bao giờ quay trở lại đó để nói xin lỗi người ta chưa, thăm nom người ta chưa, cho người ta một ít tiền chưa? Đi làm từ thiện quá mà, xây nhà xây cửa xây ơ đâu mà. Trời ơi, gia cảnh người ta khó khăn lắm, rồi thêm nữa là cái người đó bị bệnh 60% là coi như đâu có còn lao động đâu được. Thay vì đi xây nhà tùm lum đó thì mình xây cho cái người nạn nhân của mình kìa. Vậy mấy anh hùng giờ đi xây tùm lum vậy hả? Rồi sao cái vụ đó là sao mà từ giam thành treo hay má? Rồi mày chấp hành xong chưa? Mày được xóa án tích chưa? Chứ nếu như mà cô Nguyễn Phương Hằng mà kiện mày á, là coi như là người ta sẽ lấy cái đó làm tình tiết tăng nặng đó nha, tại vì có tiền án tiền sự rồi đó. Và mày cũng yên tâm đi, sớm muộn gì tao cũng có đơn gửi cho mày hà. Mày không có khỏi đâu. Tất cả những cái gì mà mày nói về tao, mày đưa hình ảnh của tao này nọ đó, mày đăng luật sư Ngọc, đăng thế này, đăng biết bao nhiêu người lên, mày thì mày tưởng đâu người ta để yên cho mày à? Mày tưởng đâu có mình mày mới có luật sư à? Mày tưởng đâu có mình mày mới có thể lập vi bằng à? Người ta không biết lập à? Nhưng mà người ta không có nói là người ta sẽ kiện cáo rồi, không có nói. Nhưng mà người ta làm, cái là người ta làm, chở tao không có kịp đâu con nha. Cho nên là trong cái vụ này đó, tao thấy mày cái ngày mày đi xa nó cũng gần lắm á nha con nha, thám tử lùn. Rồi nói tới cái vụ bản quyền nè mọi người, thì mọi người có biết là nó làm bản quyền Chí Cảnh là nó làm sao không? Cái thằng này bởi vì nó dơ ơi là dơ, nó chơi nó hèn kinh khủng luôn. Nó đó, nó lấy cái hình thu nhỏ của Chí Cảnh á, giống như khi mình đăng YouTube lên đúng không, thì mình sẽ có một cái hình, có một cái hình để cho mọi người nhìn vô đó, mọi người có một cái hình thu nhỏ để mọi người nhìn vô đó. Thì nó lấy cái hình của Chí Cảnh á, nó tải cái hình đó về, cái bắt đầu nó bỏ vô một cái video mà nó đăng 5-6 tháng trước á mọi người. Nó bỏ vô đó, nó lấy nguyên si của Chí Cảnh luôn, nó bỏ vô trong đó. Cái bắt đầu nó báo cáo với YouTube á, là nó kêu á là cái video của nó là video có từ lâu, tại vì Chí Cảnh mới đăng lên. Còn nó thì cái đăng, nó bỏ vô cái video mà đăng 5-6 tháng trước á, nó bỏ vô đó. Cái bắt đầu nó báo cáo Chí Cảnh, có nghĩa là nó biến từ của Chí Cảnh thành của nó. Sau đó nó báo cáo Chí Cảnh, nó lợi dụng một cái sự mà gian lận á mọi người, một cái sự gian lận, một cái sự lách luật đó, nó qua mặt cái thuật toán của YouTube á. Tại vì khi mà YouTube họ quét qua đó thì họ thấy rõ ràng cái video của nó cũ hơn Chí Cảnh, cho nên người ta tưởng đâu là Chí Cảnh lấy cái hình của nó, người ta tưởng đâu Chí Cảnh lấy cái hình của nó, nhưng mà thực chất là nó lấy cái hình của Chí Cảnh, nó lấy cái hình của Chí Cảnh, nó chơi như vậy đó. Thì Chí Cảnh cũng sẽ lập vi bằng luôn, tại vì mày lấy hình ảnh của tao mà đem lên trên đó, mày không xin phép tao. Ai cho phép mày lấy hình ảnh của tao lên trên đó? Thì tất cả những cái thông tin đó đều đã được lưu lại hết rồi mọi người ha. Thì nó đó, nó sử dụng cái hình của Chí Cảnh, nó biến thành của nó, rồi nó bỏ vô một cái video mà hồi 5-6 tháng trước đó. Cái nó báo cáo lên YouTube, cái YouTube quét qua, thuật toán quét qua thì người ta thấy cái video của nó cũ hơn. Thì người ta cứ tưởng đâu là Chí Cảnh lấy cái hình của nó,
Cho nên là người ta mới gỡ video của Chí Cảnh. Một cái hành vi Chí Cảnh cảm thấy nó cực kỳ dơ luôn á mọi người. Và cái thằng này là một cái thằng nó rất là gian, rất là manh luôn á. Bởi vì cái tên nói lên tất cả đó mọi người. Bởi vì ba má nó đặt cho nó cái tên là trời ơi y chang luôn á. Gian. Mọi người có thấy không? Một cái thằng mà nó không có chân mày á. Mà thường ta nói một cái thằng mà không có chân mày là một cái thằng phản phúc á. Cho nên ta nói mày nghe là mày đi qua chỗ mà anh Quy Sang đó, Hồng Ơ đó, mày đi xăm chân mày đi má. Mày đi điêu khắc đi. Cho có chân mày, cho bớt phản phúc, cho bớt quay xe đi mẹ nha. Thánh tử lùng chứ trời ơi là trời, cái đầu mày thì má ơi nó hối hồi, nó trời ơi mày nói sao mà ghi rồi, giống như kiểu cái sân bay Tân Sơn Nhất vậy má. Rồi thêm không có chân mày nữa, cái mặt thì má ơi nhìn nó ngơ lên à. Ủa sao dạo này thấy bớt bớt ấy hả? Dạo này bớt đeo cà vạt hả má? Nghe góp ý rồi bớt đeo cà vạt hả? Đeo cà vạt vô chứ, bận áo thun vô. Ủa lộn, bận áo sọc vô, sơ mi sọc rồi chơi cái cà vạt vô con. Rồi lên là nghinh nghinh cái mặt nè, cười cười gì nè đó, mang cái mắt kiển vô nghinh lên vậy nè. Sao dạo này rén rồi, dạo này có vẻ như không còn quyền lực như xưa nha. Bởi vì ta nói hả, tính già quá non. Post người ta thì post 2-3 clip thôi, post gì đâu mà post tận cùng luôn vậy, post đâu cả tuần luôn vậy má. Trong khi người ta đã nhịn rồi, người ta đã im rồi, người ta đã sợ rồi, người ta đã im mà thiếu điều, người ta đã thiếu điều gì đó, người ta đã đi nhập viện luôn mà không tha cho người ta, không tha cho người ta, dí người ta như vậy đó thì bị tác dụng ngược. Bây giờ sao, được bao nhiêu người ủng hộ mày? Được bao nhiêu người ủng hộ mày rồi cuối cùng mày quay xe chưa? Mày quay xe chưa hả? Mày quay xe chưa mà tự dưng cái mày kêu là Hồng Loan là phải chia bớt á hả, mua nhà cho bà Sáu. Mày quay xe chưa mà mày kêu là Hồng Loan chia bớt cho bà Sáu, mua nhà cho bà Sáu. Rồi Hồng Loan hả lơ mơ là bị bà Sáu kiện cái gì đó là vô tay 30. Rồi thu thập dữ liệu biết được tình hình tài chính của Hồng Loan đang bất ổn. Trời ơi là chơi cái gì mà mâm me tới cái chuyện kinh doanh của người ta vậy má. Chơi gì kỳ vậy? Chơi không có anh hùng, chơi không có anh hùng, chơi kỳ quá. Ví dụ như người ta cảm thấy ok không có được trọng dụng nữa phải không? Thì người ta thôi người ta rời đi, người ta xóa hết clip, người ta rời đi rồi người ta qua drama khác. Người ta xóa hết clip, người ta rời đi qua drama khác làm tiếp. Giống như mình đã từng làm, chơi gì mà chơi quay xe, chơi lại, chơi kỳ vậy, hèn chi không được trọng dụng là đúng rồi. Ta nói những gì thuộc về bản chất á, từ từ cũng sẽ lộ ra. Những gì thuộc về bản chất rất là khó để thay đổi. Và thời gian không làm thay đổi bản chất đâu. Thời gian chỉ làm lộ gõ bản chất mà thôi. Cho nên bản chất của mày đã như vậy rồi, chứ không phải là mày mới thay đổi đâu. Hồi trước giờ đi qua bao nhiêu vụ rồi, đúng không? Đúng không cưng? Mày cay lắm chứ gì? Mày cay lắm thì cũng vừa. Đầu tiên tao có gọi tên mày không? Đầu tiên tao không có gọi tên mày. Đầu tiên tao không có gọi tên ai hết trơn á. Ta chỉ nói là mấy cái mẹ mà nữ hoàng phân tích đó thôi, đừng có phân tích cái vụ sao kê sao ơ. Để từ từ Hồng Loan chuyện đi người ta đang làm. Thì nhảy dựng lên hối thốt. Để cho ba đứa tụi bay vô. Mà cuối cùng người ta không có làm, cái tụi bay khó chịu. Tụi bay thấy coi như là hả, tại vì tiếng nói của tụi tao sẽ làm cho tụi bay không có được vô. Xong rồi tụi bay mới bem tụi tao. Bem mà bem tới tùng như vậy đó. Tự dưng cái gán ghép người ta vô ba sọc ba que. Kết nối với ba sập ba que, ta kết nối hồi nào, mày điều tra ra sao rồi, bữa giờ mày điều tra sao rồi má. Mày thấy ba sập ba que dữ chưa? Còn mày đập thách tao hả, đăng cái hình đó lên hả, mày đưa tao 2 triệu nữa, trời ơi. Mày chuyển cho tao 2 triệu đi, tao đăng lên cho mày coi. Ủa mà quên nữa, 2 triệu ít quá, 20 triệu đi, tao đăng lên cho mày coi. Trời ơi, tao sợ gì mày. Thêm nữa là trời, có xác định được cái anh kia là ấy chưa nữa, là ba sập chưa nữa. Đâu phải là người ta chụp hình với một cái lá cờ như vậy là người ta đó đâu. Phải xác định như thế nào. Và nếu như mà người ta là thành phần ba sọc phản động đồ này nọ đó, trời ơi làm sao người ta dám về Việt Nam, làm sao người ta dám đi tới đi lui được hả? Người ta đang về mà phải chi mà người ta về mà người ta trốn trong nhà không thì mày nói. Còn này trời ơi ổng đi hả, khắp xứ cùng nơi luôn mà sao mà được ấy hay vậy. Mày thấy ảnh còn chụp hình với một số người mà cũng có làm việc rồi đó. Mày quá trời quá đất mày luôn ha. Mày gặp ai mày cũng ba sọc que. Mày bị bệnh nghề nghiệp hả? Ủa mà quên nữa, mày nghề nghiệp cái gì? Mày là YouTuber chứ nghề nghiệp cái gì, đúng không? Mày là nghề gì mà tưởng đâu mày thám tử hả? Hả má? Trời ơi là trời, quá trời quá đất luôn ha. Chơi cái trò gì mà bản quyền bản ơ đâu. Bản quyền bản ơ gì mà dơ. Phải chi mà mình sử dụng hình ảnh gì của nó thì nó làm mình không có nói mọi người. Mình bị vậy là mình vừa. Rồi tiếp tục cuối cùng thì Chí Cảnh có lập cái kênh YouTube phụ á mọi người. Theo yêu cầu của cô chú anh chị á, có nói với Chí Cảnh là nên lập một kênh phụ để mà phòng ngừa đó. Lỡ mà kênh chính có vấn đề gì thì mình có thể có kênh phụ á. Thì Chí Cảnh có lập cái kênh là Trịnh Chí Cảnh nha.
Chỉnh Chí Cảnh, mọi người vào đăng ký giúp Chí Cảnh một lượt đăng ký để Chí Cảnh có 1.000 người đăng ký, rồi mọi người giúp cho Chí Cảnh nó làm xem lâu 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 thiệt là lâu luôn á, để Chí Cảnh có 4.000 giờ thì Chí Cảnh mới được bật kiếm tiền nha. Nhiều khi cái cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, đúng không mọi người? Cho nên Chí Cảnh mới lập thêm kênh là Chỉnh Chí Cảnh á. Thật cái Chí Cảnh không có muốn lập hai ba kênh giống như nó hai ba kênh mệt lắm mọi người. Mình muốn kênh nào một kênh thôi. Thật ra cái kênh kia của Chí Cảnh á gần đuổi theo nó rồi đó, mặc dù nó làm ba bốn, không biết nó làm bao lâu rồi mọi người, nó làm chắc lâu dữ lắm rồi đó, mà nó mới có được có 6 mấy ngàn à. Còn em mới đây, em mới có mấy tháng rồi mà em được gần 60 rồi nha, cho nên chắc là nó cũng hòn dữ lắm. Cái kênh đó em 50 mấy, gần 60 rồi mà nó làm 4-5 năm nay, không biết nó làm lâu dữ chưa, hình như lâu dữ lắm rồi đó, mà không bao giờ được nút bạc hết trơn á, tại vì cái mặt như vậy đó, quay xe hoài thì sao mà được. Cho nên nó làm thôi, nếu như mà cái kênh kia mà lỡ có bị bay màu đi chăng nữa thì thôi, mình nghĩ rằng cái cánh cửa đó khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, và đôi khi cái cánh cửa mới nó sẽ tươi đẹp hơn, đúng không? Nhiều khi chỉ nhờ một cái video mà được đề xuất một cái là Chí Cảnh được nút bạc luôn không chừng nữa. Cho nên là mọi người ơi, ai mà thương Chí Cảnh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Chí Cảnh nha. Chỉnh Chí Cảnh nha mọi người. Chí Cảnh chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.